Đây anh em đang chuẩn bị đầu ngày đang lên đường đi thăm lại cái nhà mình ơi. Đồng đất đá. Đá sạch. Lê Vàng xin chào quý gia đình và quý cô bác nha. Hôm nay Vàng với Ninh tiếp tục cuộc hành trình thăm lờ cải tiến. Hôm nay bữa ngày 14, 15 rồi, 15 tháng 7. Hôm nay mưa bão quá trời rồi quý vị ơi. Bây giờ mời quý vị và các bạn xem cái chương trình thăm lờ của Vàng với Ninh nha. Lương chàng quý vị ơi, đừng có lương đi đây. Chú anh chị thấy Vàng làm video thấy dở cái nào thì bình luận cho Vàng, chỉ Vàng cái Vàng sửa chữa nha. Vàng mới làm nên Vàng không gành không. Giờ tiếp tục Vàng có cái lời của gì coi nè. À, có cái gì đó thì làm cái lò đặt kiếm không nè. Dính còn cá lóc. Con cá lóc cả nhà, nó được bự không, nó nhỏ này, để giờ bắt cái này. Tiếp tục thành con cái nè, con cái nữa cả nhà, cái này hôm qua Sukuna này có gì không. Chút nghe nè. Này tới này có lợn nha, cái gì vậy? Có lợn, chút không biết cái gì nè. Cái sạc cái gì á. Lỡ con coi cho nhanh nha. Trời ơi, trời ơi. Con cá chê vàng như bổ dữ vậy. Chê vàng cỡ 600 gram á, không thể nào tin nổi luôn. Mình chưa lại thấy nó nhích nhích nhích. Trời, không có chê vàng con nào giờ chưa thấy con có chê vàng bự gì quê cả nhà. Yeah.
đây tới 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 đây nha, không về nữa. Cái này chú cắn mình ra không sao nữa. Ủa không có móc cái à, chút gà này. Xong luôn là cả nhà. Bây giờ nên tiến hành bỏ cá vào cái phòng vận viên nó được để cho nó săn mồi trên. Cái này chu cà na trộn lên hết nó bự nha. Còn siêu khủng. Đắp quả tụi ấy, đắp quả rồi, đắp quả trong quả tụi đắp. Quả sạc không vậy? Con chú vàng. Chú vàng nó phải. Chú vàng hay ha. Có đại với đi. Có trẻ chiều nay là tới công chuyện này đó. Mấy con hả? Sạch không? Cái con đường này, ấy con gắn trứng hả? Ui. Trời ơi. Hồi nào giờ thấy có chơi vàng chưa? Chơi vàng. Trời ơi, chơi vàng. Dạ, dở lên đi. Ôi. Cái này, cái này, cái này. Rồi. Cái vàng kìa, cái vàng mà nó ở nước đây. Trời ơi trời. Vàng là chơi nửa ký. Hai con nữa đó. Nó sạp. Đang quay phim đó nghe. Trong đó lúa không có gì cả. Hết trên đi. Hết à? Hết chặt rồi. Chặt cái đó không? Mình tạm ngưng video đây nha. Mình ra ngoài khu kia cái mình quay tiếp cho cả nhà xem nha. Mới đây hai con lươn luôn. Hai liên vàng đó. Con lươn cả ký luôn cả nhà. Hai lươn hai đó. Ngon rồi, ngon rồi. Chở cao cao lên nè, để vô nó chuột chứ luôn. Cái bị cầm lên nó chuột ở ngoài đó. Đó, đi lắm. Mạnh á. Cái vô lợi mạnh lắm. Ngon rồi, ngon rồi. Có lương là ngon cả nhà. Cầm cái đầu á. Để cái tay bụm cái đầu của nó. Ừ. Che mắt rồi. Cầm cái con mắt nó lại á. Ừ gì đó. Này con. Con nó gần nửa ký à. Ê, đi đâu? Ui, rồi. Sao có ăn được? Thôi, hết rồi. Hai lóc hàng lương à, cái gì đây? Hai lóc hàng lương à. Rồi hai anh em mình tiếp tục đi ra ngoài kia thăm mười mấy hai chục cái nữa xong rồi cả nhà ơi.
Rồi, let's go thôi. Từ nãy giờ mình lội xong không à cả nhà ơi? Giờ lội xong không à? Ý mà cả nhà ơi, có đốc dày kìa. Còn có đốc dày hơn nửa ký á. Mình à, mình nãy giờ lội xong không à? Mình lội xong không mà không có quay được cả nhà. Bây giờ mình à, xong rồi mình mới bắt cá con dài trước cả nhà. Mình mở ra mình về đây mình sang cá qua chứ mình không có quay lúc mà mình dở ra. Cá dày rồi. Nó hiền khô quá, dở lên này miếng gu à. Con cá ốc nè. Còn còn nữa hả? Còn chứ. Còn cá ốc nữa nè. Đó. Còn cá dày nữa nè. Ý. hết chưa để quay đi. Còn cá dày nữa nè. Đang trúng ổ cá dày nữa cả nhà. Trúng ổ cá dày nè. Trúng ổ cá dày nữa rồi từ hái ơi. Đây cái cá của Nin nè cả nhà. Nin TV Thăng Bắc gì nữa. Quá trời. Nin Thăng Bắc nha cả nhà. Rồi. Thôi anh ơi. Có không? Còn lấy thôi. Đây nhà ơi, tới cá của Nin nè cả nhà. Nin lên lên đây. Nin là chặt chặt giống như đang con bự của anh nữa nè. Dạ, dạ ngín luôn cả nhà. Nhưng nó có cái máy anh quá trời gần nè. Hết chưa nè? Hết à? Chưa không? Vô đây nữa. Cái gì? Con nữa. Đây là. Ô, anh bị show hand cái gì vậy? Mình có như đây. Bạn mình mua như đây là 4 kg rồi nè cả nhà. Cả chục mình kg nữa nha cả nhà. Đây thì cá coi không nè, cá bự không nè. Đây còn là cá bự. Cái dày thì cái dày chúa không nè cả nhà. À. Thấy không? Cái này nên chúng mổ. Bốn tay luôn nè. Nhà xem cái dày con nào nó quá trời luôn nha. Quá trời vậy. Thấy hay thì đăng ký ủng hộ kênh em nha. Chưa đâu còn con cá dê nữa nè. Cá dê vàng đó. Rồi.